Xin chào, các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật xem trong ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý nhé. Thời buổi công nghệ phát triển, các hội nhóm trên Facebook được lập ra nhiều hơn, khiến các khách hàng cũng có nhiều cơ hội được đánh giá các cửa hàng, nhãn hàng. Và mới đây thì trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một bài đăng tố một nhà hàng lẩu Đài Loan nổi tiếng ở Việt Nam là làm lơ, chảnh chọe với khách hàng, mặc dù đặt bàn trước nhưng khi đến vẫn phải đợi cả tiếng mới được ăn. Cụ thể như cô gái này chia sẻ, sau khi đặt chỗ ngồi vào lúc 8 giờ 15 phút tối tại một chi nhánh của chuỗi nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại Yongmo Long Biên, cô gái đến cùng gia đình với mong muốn có một bữa ăn ấm cúng, thế nhưng mọi việc tệ hơn khi nhà hàng này không giữ bàn cho khách như lịch đã đặt. Theo lời kể, mặc dù đặt bàn từ trước, thế nhưng khi đến nơi, gia đình cô cùng nhiều người vẫn chưa có chỗ ngồi. 20 phút trôi qua, mình sốt ruột và hỏi bao giờ có bàn, nhưng nhân viên đun đẩy nhau không trả lời và mình bị bơ đẹp cho đến khi một gia đình khác đi trước mình nổi cáu vì đã đợi 40 phút mà vẫn chưa được xếp bàn. Sau khi nhận được lời giải thích từ phía quản lý nhà hàng, gia đình cô gái này đã được một bạn nhân viên hướng dẫn order trước. Đặt bàn vào lúc 8 giờ 15 phút mà đến gần 9 giờ nhà mình mới được xếp chỗ. Và mặc dù đã được chọn đồ trước nhưng đồ vừa ra chậm vừa thiếu. Không những thế, sau khi khách về thì nhà hàng mang ra cho mình chén nước chấm giống hệt như là đồ thừa còn sót lại. Thất vọng với cách phục vụ của nhà hàng nổi tiếng, thế nhưng cô gái này vẫn cố nén lại dùng bữa vì rất lâu gia đình mới có dịp hẹn nhau đi ăn. Tiếp tục câu chuyện, mọi người đều thấy thất vọng với cách phục vụ khá tệ và coi thường khách hàng của nhà hàng này. 9 giờ 30 phút nhân viên báo với mình là muốn dùng thêm gì thì order nốt vì bếp sắp đóng, trong khi đồ trước đấy nhà mình gọi còn chưa ra và tổng thời gian ăn lẩu của nhà mình là chưa đầy 1 tiếng. Chưa bao giờ đi ăn mà cảm giác khó chịu đến như thế, ăn cũng không cảm thấy ngon nữa. Trong một bài chia sẻ, cô gái còn nói rõ quan điểm của mình, cứ nhận khách đặt bàn trong khi không kiểm soát được thời gian và lượng khách đã đặt, làm việc thiếu trách nhiệm đến khi khách phàn nàn mới vội vàng xin lỗi và xin khách thông cảm vì khách đông là không thể chấp nhận được. Khách đông vậy tại sao nhà hàng vẫn còn nhận lịch đặt bàn mới? Về hướng giải quyết từ phía nhà hàng, cô gái trên cho biết, sau khi phản ánh câu chuyện với anh quản lý, anh ấy có ngỏ lời xin lỗi và muốn miễn phí suất ăn của mẹ mình vì đã để người lớn đợi lâu. Mình từ chối vì mình và cả gia đình đều có trải nghiệm tệ ở đây, góp ý để họ cải thiện chứ không để được giảm giá hay miễn phí gì cả. Câu chuyện trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Được biết, chuỗi nhà hàng này là chuỗi nhà hàng lẩu Đài Loan nổi tiếng ở Việt Nam và được đông đảo giới trẻ ưa chuộng. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này thì hãy để lại comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Và hiện nay S News cũng đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm thì chúng mình sẽ để đường link ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.